bán ăn đi. Bán ăn hả? Không có tiền sao bán ăn? Rồi xuống chồng bán hết tiền cái gì à, đồ bán bây giờ đổ lên rồi luôn mới chơi đấy. Rồi anh để từ từ để nhiều quá nó càng nặng. Thấy quá trời không, mở chút xíu là quá mở chút xíu lúc trước rồi trước rồi có dữ rồi đâu có khó dữ vậy. Rồi cái đó là tụi em góp ý thôi, còn mình đi em đi em đi thì tụi em sao biết được. Vợ của anh không phải vợ của mấy anh em, bây giờ chỉ góp ý thôi. Dọn mấy em mấy khi em ghen đi phải không? Cho anh nữa kìa. Để ba này không? Mai mốt ba nặng hơn, khổ nữa. Khổ khổ. Nó tốn tiền nhiều hơn đó mà nó còn hiệu quả không cao. Nó không cần đâu. Gì? Nó không cần. Không biết tiền sao không hả? Mà nghe bà nói tốn tiền rồi giờ nó không tốn mà sao? Bà nói bà Mạnh Thường Quân cho tiền bà đi lấy thuốc. Mà giờ là không tốn tiền. Tiền xe phải không? Tiền đi lại ăn uống phải không? Có lấy thuốc, có tốn tiền nhưng mà bảo hiểm nó giảm bớt. Hết rồi, có ít thôi không? Bởi bà cũng được bình thường, sáu chục cái đó tôi đưa gốc một tôi hỏi lại người bà Kiều một lần mà có đi chích thuốc đâu mà giờ được 60 nữa. Bà hổm ăn bệnh này nè, bà hổm đấy à, bà hổm khóc rồi nè, bà hổm kêu qua điện gấp qua hỏi làm gì xin lỗi nha, mốt không có tiền đó. Bữa nay cũng dẫn tiếp bữa nay xè tay rồi tiền quên rồi. Không, quý vị khán giả cũng thông cảm nha, bởi cái này hầu như là lúc đầu tiên là gặp bả, bây giờ bả còn nặng hơn lúc đầu tiên. Mấy ngày nay là không có thuốc, không thuốc, bởi vì nó cả tuần nay hơn tuần rồi phải không? Còn vẫn gầy, có uống thuốc là uống thuốc cảm thôi chứ không phải là uống thuốc trị cảm sốt là càng ngày càng chứ không có uống thuốc mà hay ấy ha. Cũng may là không gầy trời mưa à, hết thuốc trời mưa đỡ đó, trời nắng rồi rồi luôn. Dở nách lên anh Long. Em nói chuyện nghe này, tại vì cũng có mấy anh em lo cho chị đi lấy thuốc rồi, cho nên chứ không thôi là tụi em cũng đưa chị đi lấy thuốc chứ không phải không đưa. Rất là thương chị chứ không phải không thương. Tại vì anh Long anh nó có chị nào đứng ra lo cho đúng lo rồi chứ không lo là hết rồi. Nói với quý vị khán giả dễ hiểu nha, nếu mà anh Long nói là giờ là không có điều kiện mà đi thì mấy em dư sức mà lo để cho chim sâu có thuốc, nhưng mà anh Long đã nói có người rồi, còn bây giờ mình đứng tay vô nữa rồi giống như mình hốt tay trên người ta sao kỳ ha, không làm gì đó được. Ngủ gì ăn uống rồi cũng ngủ. Sao? Trời ơi, chút xíu mà ơi, ta làm dùng ta rửa rồi ta lấy cái đồ ta chà chà cái gì rồi. Ơi. Đâu nghe ra ra coi. Mới làm sơ sơ rồi. Không nghe nghe nghe. Mới làm sơ sơ rồi. Cũng trắng rồi đó. Mới sơ sơ á. Cái này ta tẩy là trắng dữ lắm luôn á. Ý là cậu mấy cái dôi nó dân tẩy dân mấy trăm nghìn. Mấy trăm. Mấy trăm. Này cậu tẩy luôn á. Tẩy luôn mấy trăm nghìn. Tẩy luôn 350. Mà giống như cái hồng gác trên của bà chim sâu thì đâu có cần mà phải tẩy đâu. Đem ra ngoài vệ sinh lợn là xong rồi. Dân giả mà. Gỡ ra xịt nước được rồi. Tối nè, tôi nổ vô phun hoài. Đỡ được trước. Muốn bả mà hết cái mỏ chu chu là lấy kìm nhổ bớt. Nói chi sâu không nó không gửi hông răng lại. Gửi hông răng lại cho người ta làm rồi chừng nào xong rồi lại lấy gắn vô. Rồi tán nấu nhà ăn được có lừa không? Không còn chê. Trời. Sao mà cỡ này em mắc bả liên nhiên dí gì đó. Rốt quá. Dạ. Dạ đều. Ủa giờ chưa về. Sao mà nghe chồng mà không mà. Đi không? Cái này chị đã giàu quá, vàng quá, vàng quá trời vàng, vàng giả không có. Đây này cho nên. Đây chứ sao? Hiểu không? Chứ sao? Đây này tôi hiểu.
thôi. Ngu rồi. Xong bây giờ mày cho tôi hỏi là dàn giả nó khác với dàn thiệt sao? Mà nói gì? Dạ, nó có này dàn giả mà. Mà nó khác sao? Không biết sao? Không biết sao? Đâu nói à? Không biết sao mà mình biết. Cái nào có đeo chứ không biết thiệt giá đâu, biết giá trị á. Sao lộn ở Vĩnh Long coi nhiêu hả? Nó trang chỉ quá à, coi. Bán ăn đi. Bán ăn hả? Không có tiền sao bán ăn? Rồi, suối chồng bán. Hết tiền hả gì à? Đồ bán. Trời ơi, mới mua hôm qua bữa nay đeo đồ bán rồi. Chim sâu. Hết tiền hả gì rồi? Sao đồ bán? Kìa kìa, cô kêu bán lại cho cô đi. Rồi, nhẫn cưới đồ bán luôn quý vị ơi. Ôm vô nè. Cơm đi, hỏi nào cơm đi. Hay gì, đi. Cơm ừ. Thôi. Long nó chạy tới chạy lui không bị la, chị ngồi đàng hoàng bị la vậy. Anh ẩm chị ngoài cho chị ăn cơm đi. Nhẫn cưới như đính hôn vậy mà. Đính bữa nào cưới anh Long? Vậy là sắp làm đám cưới luôn anh Long. Mình biết nào thôi. À. Chắc không làm ở nhà đây quá, cô đâu cho đâu. Cũng có, một ngày có mà biết nhà nào. À, anh cũng mong ha. Con ơi. Kìa, đút cho gì sau kìa, gì phụng ăn kìa. Đút đi. Ôm ôm đi. Nhỏ đút rồi không ăn. Hoàng đi ra ngoài ngồi ăn. Hoàng coi. Đi ra ngoài ngồi ăn. Ngồi trong đây giờ đổ cơm tùm lum hết trơn. Đây. Đổ giờ. Ôi. Không thương nhỏ tự nhiên quýnh nhỏ. Thôi. Đừng đánh. Ờ, dọn ra ăn riêng đi anh. Anh Long ém bữa thì ổng gài do làm nhà không ạ? Đút bà ăn luôn. Bà không ăn, nhai đút bà luôn. Cho chị có sức. Cho có sức lại. Đồ ăn ngon không kìa? Đi, đi chị em ra ngoài ăn cơm, đi. Sao nghĩ ăn vậy? Đâu hả? Ôi, đá luôn hả? Rồi, đi ngủ luôn. Ngủ hả? Ăn miếng đi rồi ngủ. Sao gà ăn cơm với mẹ chồng kìa? Kìa, mẹ kêu kìa. Sao bạn ăn ai? Ăn cơm đi sâu ơi. Kìa, mẹ kêu kìa. Ăn cửa luôn kìa. Kìa, mẹ kêu cơm kìa. Bỏ chồng ngoài luôn hả? Rồi, phá luôn. Phá luôn rồi. Phá luôn rồi. Không ăn cơm luôn. Cô vô cô kêu ăn cơm. Nhìn đó rồi. Mở mới ăn chứ anh Long kêu không ăn đâu. Chồng nó mà nó kêu thì nó phải nghe lời chứ. Trời ơi, phá cửa luôn rồi. Cô kêu giữ không cho. Rồi, giờ nó đóng cửa luôn rồi. Cho vô kêu để cửa anh Long ơi. Ồ, cô vô. Chết, chết rồi. Bị đòn. Ngồi sao còn mấy chú mấy anh ở đây vô đây đóng cửa lại làm sao mà quần áo không ai để vậy hả? Chút xíu là gì nào? Mà sáng giờ chưa ăn á, gà miếng. Sao? Vậy đi. Chú mày bốc đi về đi hả? Đủ rồi hả? Đủ à. Thì sao? Nhức đầu gì lắm hả? Nhức đầu hả? Rồi có thuốc vô không? Ngồi. Ngồi đó, cái này là do sốc ruột của cô ơi. Anh ơi, không có kêu. Ruột mày nhức đầu á. Thôi, chạy. Ở nhà bán,
giữ 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 ngoài không quýnh à. Ăn đi. Cơm đi. Cơm kìa, ăn chén thôi. Ăn chén đi. Sợ gì chàng. Ăn đi cho nó phải, sáng gì chưa ăn hả? Ôi chồng ăn món ngon kìa. Trời ơi kìa. Trời ơi. Dạ kìa. Đấy đó. Con hả? Con. Con vô cơm đi. Giỏi hay giỏi hơn mẹ sau luôn. Giỏi hơn dì Phụng luôn. Ăn rồi ăn nha. Đó, bé rất giỏi nè. Trời ơi. Ngon ha. Ăn đi con, chan nước thịt vô. Sáng giờ dì Phụng ăn cơm chưa mà. Chưa. Chị đút bao giờ kìa anh Long? Quá giỏi luôn. Không, bà còn thua Bé Đức nữa. Bé Đức ta còn biết tới giờ người ta ăn cơm. Ta tự ăn, còn bà nhiều người vô kêu mà bà không ăn luôn. Đức biết chưa không? Ăn không? Ăn có sức quậy. Ờ, đúng không? Rồi, vô đây con. Rồi, quất vô, đưa vô cái cho đã. Rồi, đưa cho mày ngay. Đúng. Quá giỏi rồi. Nhai vô. Ôi dồi ôi trời. Găng ở trên còn không? Còn không? Ờ còn ok, còn hoạt động tốt ha. Không còn chồng luôn ha. Ồ. Ngon không? Buồn nước nữa thao. Dân chuyên nghiệp đang cơm vậy mà. Bởi trên nước suối chân bên luôn ha. Bẻ nè. Rồi đâu có. Xong hả chú? Rồi, ừ, chiếc nhà của anh Long làm xong quá nha. Ăn luôn đi. Ăn đi. Bữa nay nhẽo mà ta. Gì? Lẩu mắm à. Gì? Mắm chị chọn có cơm ra. Trời ơi, kìa, mấy đứa còn khi dễ mà cư kìa. Bà không tự ăn mà kêu ba mấy đứa kêu bà ăn. Còn mấy đứa tự ngồi ăn luôn kìa. Đất. Cho chú hỏi rồi sao con cự đất? Làm cái chén à. Làm cái chén. Sai cái động sai nhỏ. Làm cái chén à. Trời ơi. Trời ơi. Vì Phụng sai đi liền ha, coi đi liền kìa. Chậm chậm nghe con. Chậm chậm thôi. Thôi chừng nghe con. Trời ơi, chú bị ghê trời. Đó mà cầm bể chén thì làm đi đoạn. Đó đó. Chậm thôi. Ừ, cái bị ca không sao. Đúng rồi, lấy chén đó đúng rồi đó. Đó. Ăn bắp ha. À, Vì Phụng ăn đi. Đổ đồ ăn. Cho Phụng con bóc luôn. Chú quay con còn ăn nữa. Ờ, chú quay con rồi con còn ăn nữa ha. Chú lấy. Muỗng luôn đi. Con muỗng đi. Muỗng để cho ăn nước. Đấy, đổ trời. Nhỏ, nhỏ. Trời ơi, giỏi kìa. Ôi, quái mà cười sao. Nó chạy cái lũi lũi vậy. Cho bà hiểu á. Nó bị rất rất thương bà. Nhưng mà bà phải thương bé lợi, đừng có giờ quấn bé tội nghiệp, đã thiếu vắn tình mẹ rồi, chỉ mong là gì này kia chăm sóc này kia cho tốt hơn. Yeah. Đang ngồi chăm bé trước đây. Không chăm sóc mà gì quấn đó. Ăn rồi, tặng lại đây. Ừ. Thấy nữa. Đúng là thiệt á, liệt bà giờ người nhóm là mẹ ghẻ con chồng luôn là đúng luôn. Nó mời chú ăn cơm chị con. Đúng chú đây con rồi, đúng chú, đúng chú. Vậy. Rồi, thôi được rồi, cảm ơn thank you. Rồi Đức cho chú hỏi nè, cái cô áo đỏ cái bên đó là cô kêu con kêu cái gì? Hả? Cái gì? Sao anh ơi? Chú Đăng chứ không? Ồ, giỏi gì Phụng ha. Mới mốt chú gì Phụng nha. Mẹ không đây. Thôi, bà không có tư cách đáng là mẹ, tao bà quýnh tao hoài ai kêu bằng mẹ làm gì? Kêu bằng gì là hên rồi đó. Đây là gì Phụng? Ờ, đúng rồi. Còn bên kế bên kia. Hả? Còn cái này là ba. Dạ dầm của chim sâu. Dạ dầm của chim sâu. Ừ. Có con trong đó không? Có coi không? Còn con ba với dị hộn với con. Đó. Dữ ta. Đó. Ý là gia đình mình đang đóng phim phải không? Cái thằng dỗ quá ta. Ôi, chén nhập chén rồi. Cái gì á, mai mốt quá. Chị
chứ sao phải thương bé Đức nhiều hơn à. Rồi bé Đức mới kêu mai mốt rồi bé Đức mới suy nghĩ là kêu bò mẹ bà không thương quýt nó hoài kêu nó không đổi bên đây à đừng có bên đây khổ trời với đổi luôn trời đổi vậy đó là đổi luôn không cháu ngoại ta đó mà đổi sao đỡ nội chứ thôi cháu nội chứ lộn xin lỗi lâu. Thôi mà lo ăn đi. Khoan gà quá, chung sâu khoan thịt đó sao mà ăn đi. Chạp một thịt đi. Ăn đi. Chuyện cho ăn nhiều vô nghe, ớm lắm rồi đó. Ăn phía dưới mốt. Lấy chén chén uống vô. Ừ. Ăn phía dưới mốt. Con đi múc dao cho dì Phụng ăn gà đất. Ừ. Gọi ăn đi con. Hết đi tính tiếp. Ngon đất. Mắc kìa. Sao? Đổi được mới trơn con ơi. Ăn đi con, ăn đi, được rồi, ăn hết rồi múc tiếp ha. Múc đi. Ừ, giỏi chưa. Cắt tàu vô tàu nhất luôn chết tàu lần đầu tiên ha. Cố cãi. Vừa thôi, hết rồi vô múc tiếp. Ủa, vô hết rồi vô múc nữa. Ờ, món canh gì chị Chim Sâu? Canh này canh gì á? Biết. Không biết luôn hả? À, không biết luôn. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế. Cua hoàng đế của em. Nghe làm thầm, nghe tén vô cho lộn đây. Ờ, dọn vô ha. Con này mẹ chồng nấu cho Chim Sâu ăn là nha. Ờ. Miền Tây. Không, vô miền Tây hả? Vô miền Tây, sáng giờ đi đâu? Bà ơi, cảm ơn má chồng rất nhiều. Sáng giờ chồng tiên, Chim Sâu đi đâu vậy? Để dạy dỗ bà thôi chứ không có gọi là ác ý. Ôi, quá ngon ha. Thơm phức luôn cái gì cái nhạc, phức mũi luôn. Ôi dồi ôi. Từ nghe. Từ nghe. Anh chừng không tới anh đó. Bất ổn thiệt chứ. Ở chị với nhỏ nhỏ thôi, mấy gì đâu. Anh nhẹ cũng kêu chồng bút ra mà chồng không có chịu nữa rồi. Phải diện mới được, không có chiều nữa. Anh phải mạnh lên, anh phải cứng lên mới chỉ bảo ra được. Còn anh cứ xìu xìu là bắt cứ ngoài đó. Con đem ra trước. Đem này ra luôn là cho Chim Sâu sợ thiếu được. Sợ thiếu được dưới đi con. Thôi rồi, ngày thì bỏ nó ta là chưa làm xong gì cho mà đi về bỏ. Chưa làm xong không rồi. Không phải trả lời nha. Không mà. Nghe rồi à. Chưa. Còn dọn dẹp nữa. Ồ. Ai đâu qua dạy đâu quý vị dạ. Từ đầu cũng nói vậy đó. Dọn gì? Dọn gì con dọn gì? Dọn chén cho ăn cơm. Ờ. Tới giờ là dọn chén ăn cơm ha. Ôi, ơi ơi, ngã sợ ngã cây. Em con kìa. Nó mày lâu cũng được á. Nói ai luôn à. Đây chén đằng đâu? Chén đâu? Chén đâu đó. Được rồi không? Cái đó nè. Chén nặng quá hay gì? Nhắn đầu không kìa. Anh đòi bây giờ. Nói gì đó mà là bộ nó không đói. Ờ, tại mới là biết nha. Chả kêu. Chả kêu. Cái teo à? Thôi, thằng nữa có cuốn nữa. Gấp gao đó, gấp gao mà. Dạ, bữa đó Đức ơi, con ở bên bà nội, Đức cũng qua đây Đức. Nói gì sâu, mốt còn không qua đây nữa đâu. Qua chiếc này đừng Đức sợ. Mất Trung Hòa, vậy mà không biết sao nha. Vậy bị Chim Sâu vậy đó, bộ rất là quen hay sao á. Cô vậy chứ chút là cũng lết lết là Chim Sâu à. Chịu đấm ăn xôi mà. À, quýnh hoài thôi, lết hoài thôi. Thương chị á, thương nó, ý là bé. Bé nhỏ. Gấp gà nó gấp cho kìa. Bé nhỏ, bé biết thương bà rồi, bà phải thương bà lợi. Con, bà lại đâu. Ăn hết đi con. Ăn con nha, không nào cạch. À, còn có kêu ăn nè. Đũa nè. Ờ, nó không lo cho bà không? Kêu bà lấy có đũa, lấy đũa hả chạc. Đũa hai bơ, đũa gì à? Thật lấy đũa nè, Đức lấy đũa nữa nè. Chắc hồi cái nó cay hơn. Đũa nè. Đó, đũa, đũa, cái đũa em đóng lấy hoài coi. Muộn. Cho muộn rồi. Ngồi. Muốn rồi. Không có. Ta ăn muỗng nhỏ thôi, chứ này ta no rồi. Ta ăn muỗng nhỏ cho nó rất lợi. Ta ăn đỡ ngán không? Rồi, xong.
ngon chị sao? Ngon ha. Ăn đậm đi là mà nó ít no rồi. Tức là chim sâu là không phải không đói mà khoái ngủ hơn. Cái gì á là không chịu gan chứ đói với bụng nó luôn. Mà phải biết giữ sức khỏe của mình chứ không ai giữ sức khỏe cho mình đâu. Ngày nào cũng phải tới giờ phải ăn cơm. Ôi không có ăn quá. Để ăn rồi. Dặn rồi phải không? Ăn cái phanh giò đó đi. Đánh mày đó. Phanh giò đó ngon không ăn? Chị sao nãy đi khám gan sao rồi chị sao? Bác sĩ vô làm gì bài? Ê quá chịu không nổi bỏ thì chạy gì? Ăn. Ê quá hả? Ôi, đồ ăn ngon thật rồi. Món gì vậy chị? Hôm qua đó. Món hôm qua hả? À, món hôm qua tăng gia phải không? Qua này đấy ha. Gà xào đúng không? Ăn gì đó mà nó không đói. Hôm qua chim sao có nhậu không? Không. À, xin chào cả nhà, kết thúc video tại đây cả nhà. Nhà xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký chia sẻ cả nhà. Xin chào ạ.